Kính thưa quý vị, Việt Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Happy Sunday, kính chào Chủ nhật thưa quý vị. Thì ngày thứ năm, chúng tôi như thường lệ muốn đọc tin Á Châu Đông Má để chuẩn bị cuối tuần gì là không. Thì tới ngày thứ năm chưa có tin gì hết. Tương đối cuộc sống khá bình yên, ngoại trừ Miến Điện khá phức tạp chút xíu, vân vân. Nói chung là nhìn toàn cục châu Á khá bình yên. Đến thứ sáu thì ván cờ nó lật ngược hoàn toàn. Từ cái đoàn mà phản lực cơ của Trung Cộng á, nó bước biển tiến vào khu nhận diện vòng cung của Đài Loan, và nó đi như mà có thể nói trong lịch sử thì Trung Cộng nhiều lần đã xâm nhập vào Đài Loan, nhưng chưa có lần nào cái sự xâm nhập và kinh hoàng như lần này. Có rất dữ dội như lần này. Thì cái chuyện đó đã báo hiệu cái tín hiệu gì? Thì Đài Loan đối phó thế nào? Và điều đó báo hiệu gì? Các vị mà phụ trách về hải quân á, Admiral là gì anh? Admiral là đô đốc. Đô đốc của hải quân Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương á, lên tiếng thế nào? Và người ta đặt gia đình là đây có phải tín hiệu Trung Cộng tấn công, sẽ chuẩn bị tấn công Đài Loan không? Và nếu tấn công Đài Loan thì cái kết quả sẽ như thế nào? Trung Cộng có dám không? Và nếu dám thì kết quả như thế nào? Mỹ có chắc ăn không? Và hiện nay Mỹ phòng hờ kế hoạch phụ như thế nào? Đó kêu là contingency plan đó, là kế hoạch mà nếu kế hoạch chính thất bại thì gạch 2, gạch 3, gạch 4 là gì? Thì đây là một đề tài rất là thú vị. Chúng tôi mời vị nghe câu chuyện chính ngày hôm nay như vậy. Và trước khi vào chuyện chính như thường lệ với anh Mùi đó, thì có vài món ăn điểm tâm, món khai vị. Hôm nay là gì thưa anh? Trước tiên thì tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, xin trở lại chương trình cùng quý vị. Và xin chào anh Xuân Nam. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ở Cali rất là đẹp trời, Xuân Nam. Các tiểu bang khác rất là ganh tị tiểu bang Cali. Hôm nay thì nói chung một số dân ở Cali đã được chích ngừa ít nhất là được một mũi, thì hầu như cũng được 60% rồi. Thì người ta cũng đi biển này cái nọ, enjoy, làm cho tiểu bang ở miền Đông thọ rất là ganh tị thưa quý vị. Nhưng dạo sau anh em chúng tôi còn ngồi ở đây để thưa chiều với quý vị. Anh biết sáng nay anh nói vậy, anh đi hơi bị lạc đề nha. Tôi lạc đề theo anh chút thôi. Thì sáng nay trên đường đi làm từ nhà đến văn phòng á, nhìn cái thời tiết rất là đẹp. Bỗng nhiên tôi nhớ một cái ca khúc mà tôi nhâm nhi sáng nay đến giờ. Hôm nay em đi trời không có nắng, nhưng sao má em lại đỏ hồng hồng. Những ca khúc như vậy của miền Nam Việt Nam thưa quý vị, ăn sâu vào trong tiềm thức của mình. Mỗi lần gặp cái ngoại cảnh nó phù hợp, tự dưng cứ gõ nhịp trên tay lái. Nhớ lại quá khứ rồi. Hôm nay em đi trời không có nắng, nhưng sao má em lại đỏ hồng hồng. Một thời Sài Gòn dễ thương thưa quý vị. Thôi mình đi lạc đề nhỉ. Như vậy đủ rồi cái mùi. Thưa quý vị, thì những món ăn khai vị của ngày hôm nay cũng vui. Thì đề cập đến cái tuần vừa qua, thì quý vị còn nghe rằng là dân biểu là Matt Gaetz. Thì ông Matt Gaetz này ông cũng nói hơi tiểu lâm này, cũng hơi tiểu lâm một tí. Tôi là Matt Gaetz thì có người gọi tôi là Bill Gates. Còn tương tự như Bill Gates mà ông bên kia ông tỷ phú, mà nhân là ông Matt Gaetz, tức là dân biểu của Hạ viện Liên bang. Thì trong tuần vừa qua thì quý vị thấy rằng là người ta rất là đổ xô soi mỏi vào ông, tức là ông làm tình với một cô gái dưới tuổi vị thành niên là khoảng 17 tuổi mà thôi. Và liên kết chuyện này chuyện khác, liên kết với cái bố của ông là tổng tiền khoảng 25 triệu đô la, vân vân, rất là nhiều chuyện lắm. Thì trong tuần vừa rồi là nội cộng như vậy, thì tối hôm anh Nguyễn Xuân Nam, tức là chương trình thứ bảy thông thường có những cái cuộc phỏng vấn của các quan chức ở quốc hội hoặc là ngay cả tổng thống. Mà tuần vừa rồi đấy, thì chúng tôi cũng đưa là nguồn tin là của NBC về cái cuộc mà tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump rồi những vị dân biểu khác. Thì tối hôm thứ bảy, tối hôm vừa rồi á, thì NBC thì cũng có phỏng vấn hay nói chuyện với là ông dân biểu
là Matt Gaetz, mà trong tuần vừa qua người ta xì xầm và người ta kết án đổ lỗi cho ông rất là nhiều, tức là làm tình với cô gái 17 tuổi là vị thành niên. Thì cái chương trình của cô là tôi động hơn là Britney Spears, tôi có thể dẫn chương trình của trong cái đài NBC. Và trong cái chương trình này á thì có sự tham dự của Lil Nas. Và Lil Nas này á là nói về cái đôi giày của quỹ Satan mới á, mà trong thời gian vừa qua thì cũng là cộng rộn lên những cái tiếng, tức là về tình cách tôn giáo này kia cái đó. Rồi có thêm một cô nữa, Pele Pew, nói về là basketball, cũng rất là vui, cũng rất là hài hước, cũng vui lắm. Và cái khách mời thứ ba nữa là ông Matt Gaetz. Thì khi ông Matt Gaetz này đến chương trình của ông á, thì bà Britney Spears mà nói thế này, câu chuyện mà về ông á rất là kỳ lạ, rất là khó tin. Mà tôi cần phải nói thẳng ngay, cái vấn đề là ông hẹn hò với một cô gái 17 tuổi, tức là vị thành niên, và sự hẹn hò đó có phải vượt qua cái làng danh của tiểu bang hay không? Ta vượt qua làng danh của những cái quy luật của làng của tiểu bang hay không? Thì ông Market trong trả lời, đó là một sự cáo buộc mà thôi. Tôi bị cáo buộc. Ông nói là tôi bị cáo buộc. Thì có nghĩa là hàm ý rằng thực ra là chuyện không có. Tôi bị cáo buộc cái điều đó thôi. Thì ngày hôm nay ông tiết lộ như vậy, tôi không biết như thế nào. Vu oan. Đồ vu oan cáo buộc. Thì bà Britney Spears bà nói tiếp thế này. Một cô gái mại dâm bảo rằng ông uống thuốc lắc và quan hệ tình dục với họ ở trong một khách sạn ở Florida. Thì cái chuyện này xảy ra ở Florida. Và cả cái đồng nghiệp Cộng hòa của ông trong Quốc hội nói rằng ông đã cho xem những cái bức hình khỏa thân của những người phụ nữ mà ông đã ngủ qua. Nói như vậy. Thì ông trả lời, thì điều đó đâu phải là tội ác đâu. Thì ông nói vậy. Đó là sự kinh hoàng mà thôi. Đó là những cái câu trả lời của ông Matt Gaetz để phá tan đi những cái dư luận và cáo buộc trong cái tuần vừa qua. Thì chúng ta không hiểu sao những cái câu trả lời của ông có thể là báo chí và những cái nhà phân tích về chính trị họ phân tích thêm những cái điều này. Và trong tuần vừa qua nữa thì có thắc mắc ông Matt Gaetz là một trong những người là trung thành với cựu tổng thống Donald Trump, nghĩa sao? Mà tại sao cựu tổng thống Donald Trump không lên tiếng bênh vực cho ông ta? Đó là vấn đề người ta đặt câu hỏi rất là lớn trong tuần vừa qua. Và tiếp tục thì cô Britney Spears hỏi tiếp, thì cái sự việc này xảy ra như thế này có ảnh hưởng đến cái cuộc tranh cử sắp tới của ông hay không? Thì ông Matt Gaetz trả lời, thì tôi nghĩ rằng thì những người ủng hộ cho tôi á, hoặc là những người trong quần hạt của tôi á, thì họ hiểu điều này và họ giúp tôi mà thôi. Ông ta nói vậy. Thì chứng tỏ rằng cái cuộc phỏng vấn của bà Britney Spears với ông Matt Gaetz, câu hỏi cuối cùng thì đánh tan đi được dư luận, có thể ông này không phải là bị mà vu oan giảng hỏi giống như là trong tuần vừa rồi. Thì chúng tôi sẽ xem thử những cái bài phân tích sau này, tại vì mới tối hôm anh Nguyễn Xuân Nam thì chúng tôi chưa theo dõi nhiều cho lắm. Cái chuyện mà tình ái lăng nhăng trong mà chính trường nhiều lắm, mùi hết ông to tới ông nhỏ lần lượt bị ánh sáng roi vào chỗ góc tối của ông ta và cố giấu giếm là tình ái. Cho nên ta muốn nói đùa nhau như anh Bùi với anh Dũng, đàn bà và chính trị không đi đôi với nhau. Nếu chọn chính trị thì tránh ngoại tình. Mà nếu chọn ngoại tình nữa thì đừng làm chính trị. Anh có thể nhắc lại câu nói của ông Bill Clinton không anh? ông Bill Clinton ông nói cái mà tôi bị phát hiện hôm nay là cái điều có thể ngày mai bị phát hiện. Cái mà người ăn bụng hôm nay, cái điều khác biệt giữa tôi và anh á là tôi bị phát hiện mà anh chưa bị phát hiện. Chưa bị thôi. Ông Bill Clinton là tổng thống Mỹ.
khi mà truy tố trước cái quốc hội về vụ ăn vùng với cô Monica Lewinsky đó, ban đầu chối phân hết, cuối cùng thủ nhận tới mức độ nào đó, nhưng mà ông nói câu cực kỳ nổi tiếng hơn cái chuyện đó: sự khác biệt giữa tôi và anh á, tôi đã phát hiện, tôi bị phát hiện. Anh chưa bị thôi. Mà anh biết cái nhân vật mà tố cáo ông đó lúc Chủ tịch Hạ Viện, làm nhân vật dữ dằn của Cộng Hòa, bây giờ ông ta về hưu rồi, ông tố cáo rất dữ dằn, nhưng sau đó ông lại bị cách chức bởi vì dính dáng với đàn bà nữa. Anh nói là anh tố ông Bill Clinton nặng nhất, nhưng mà ông Bill Clinton nói rất là hay: sự khác biệt giữa tôi và các anh đó là tôi bị phát hiện, các anh chưa bị. It doesn't mean anh không bị. Sau đó một thời gian ngắn thì ông Chủ tịch của Hạ Viện Cộng Hòa cũng bị luôn và về vườn luôn. Thì mới thấy rằng cái chữ tình là cái chi cũng chi mà tình. Nhiều người cũng vì chi mới có tình. Cho nên rất là thì ngày hôm nay mấy ngày nay Mùi đưa tin rất là thú vị, làm truyền thông Mỹ rất là xôn xao về cái chuyện ăn vung của nhân vật này. Dạ, bản tin kế tiếp nữa là cũng liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Thì không hiểu sao cựu Tổng thống Donald Trump á, thì cũng luôn luôn cái ấm ức ở trong lòng. Mà khi mà ấm ức ở trong lòng, nó thể hiện cái tư tưởng, mà thể hiện cái tư tưởng, nó thể hiện cái lời nói. Từ lời nói thể hiện ra hành động. Tôi quý vị còn nhớ thời kỳ mà cựu Tổng thống Donald Trump làm cái chương trình Apprentice, tức là học nghề, thưa quý vị. Thì luôn luôn cựu Tổng thống Donald Trump dùng chữ You are fired, nhớ không? Rồi sau khi 4 năm ở trong tòa Bạch Ốc, thì cựu Tổng thống luôn luôn là You are fired, tức là những người nào mà không trong thành về mình đó là bị đuổi ngay. Mà trong thời gian đó thì quý vị thấy rằng nồi cá của cựu Tổng thống Donald Trump bị đuổi tạ tơi, nào là nghỉ việc, nào là xin về hưu sớm, vân vân. Đó, thì cái chuyện đó, chuyện mà giống là ăn cơm bữa của cựu Tổng thống Donald Trump vậy. Và đồng thời, các cái công ty nào đó mà không ủng hộ, hoặc là tổ chức nào đó, đoàn thể nào đó không ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump, đều bị Tổng thống Donald Trump là khai trừ hay là tẩy chay. Thì ngày hôm qua thứ Bảy, thì cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi tất cả mọi người mà theo ông ta, là tin tưởng ông ta, thì nên tẩy chay. Cái thứ nhất là các nhà mà tuyển dụng nhân sự lớn nhất ở Georgia nên đừng theo những người đó. Vì sao? Vì những người đó họ không là đồng tình với các vị ở Georgia thay đổi cái điều lệ bầu cử. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa, cái công ty Coca-Cola hãy nên tẩy chay những công ty đó. Không những tẩy chay những cái công ty Coca-Cola mà tẩy chay những cái ngân hàng lớn giống như JP Morgan Chase, là Citigroup, công ty Cisco, công ty UPS, công ty là Viacom, CBS, vân vân, những cái công ty nào mà không ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump đều là kêu gọi tẩy chay hết. Hoặc là ngay cái đội ngũ bóng chày cũng nên tẩy chay, hoặc là Delta Airlines cũng tẩy chay luôn. Mà cái vấn đề tẩy chay các nhà mà thuê mướn nhân viên ở Georgia là vì sao? Cái thứ nhất là cả cái công ty này không ủng hộ cái vấn đề là tiểu bang sửa chữa lại cái hệ thống bầu cử. Trong đó có những điều khoản cho thế người số 5 và quý vị. Điều kiện thứ nhất, bây giờ ai kiểm soát thông phiếu đây? Mà cái điều này này, hơi ỏi âm một tí. Tức là cấm những người thiền nguyện viên là cung cấp nước uống hay là thức ăn cho những người mà đi bỏ phiếu sẽ phạt đợi chờ lâu. Anh thấy nói như vậy người ta bực mình lắm. Ta vẫn có thể thường những người mà chờ lâu như vậy, ta mời ly nước uống hay là mời một miếng thức ăn chẳng hạn, điều đó cấm, không cho. Tình kiện như vậy, với đó thì người ta cũng rất là bực bội lắm.
Thì nói chung ở Georgia là một trong 40 tiểu bang hiện nay thuộc Đảng Cộng Hòa, họ cầm quyền và họ bây giờ đang tìm cách siết chặt cái quy luật bỏ phiếu. Có thể người ta trở lại cái thời kỳ chính sách gọi là Jim Crow, tức là người ta cho rằng là người da trắng thượng đẳng, và người ta đã đưa ra những quy luật rất là khắt khe cho người đi bỏ phiếu. Thì như định hình là có nghĩa là mình phải có căn cước hoặc bằng lái xe vân vân để chứng minh mình là người đi bỏ phiếu, và bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu phiếu diện rất là khắt khe. Mà cái định hình để có thể cái việc cái điều này rất là khó khăn cho một số người mà dân da đen ở Georgia. Người Việt Nam mình là ít nhất trong cuộc đời là có ít nhất có ba cái bằng, anh nghĩ sao nào? Bằng thứ nhất là bằng lái xe, đương nhiên phải có rồi hả? Bằng thứ hai là bằng quốc tịch. Bây giờ bất cứ người Việt Nam nào sống ở Mỹ, anh hỏi là có ít nhất là có một trong hai bằng đó. Bằng thứ ba nữa là tối thiểu làm sắc đẹp không thôi, tức là làm nail thôi, phải có cái bằng, đúng không? Bên cạnh đó đa số các anh chị em bằng hành nghề, dạ bằng hành nghề, rồi đa số các anh chị em mà học ra mà không làm việc được ít nhất có cái bằng địa ốc anh thấy không, và ít nhất nữa cũng có cái bằng Tennyson là bằng cao đẳng, còn nhiều hơn nữa là bằng 4 năm đại học, cao hơn nữa là bằng master hoặc là PhD. Mà anh em chúng tôi thường hay nói giỡn với nhau là bằng cử nhân 4 năm là BS hơn nữa tập cả là càng nghề nó mất giá trị, giàu càng nghề mất kiệt, hoặc là cái bằng master degree chẳng hạn thì người ta cũng nói ra hơi tục tí, hoặc là bằng PhD chẳng hạn là PhD còn ít tục hơn là pizza hut delivery. Okay. Thì chắc chắn là điều đó là người Việt Nam khi mà hỏi đến ít nhất có những cái bằng đó. Ngược lại người Mỹ đó quý vị, nhiều khi thậm chí họ không có bằng lái xe nữa. Cái đó những đưa ra những luật lệ khắc khe như này hạn chế người ta bỏ phiếu, và người ta nói rằng trở lại cái thời kỳ James Crow thì cựu tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng rằng hãy nên tẩy chay những cái công ty mà không ủng hộ cho lập trường đó. Thì khi mà cựu tổng thống đưa ra như vậy á, thì có một số người họ hơi chấm điểm tại này. Nếu như cựu tổng thống Donald Trump mà tẩy chay cái hãng Coca-Cola thì liệu cựu tổng thống Donald Trump có chịu nổi ấy không? Thì ngay ở trong tòa Bạch Ốc á, Nguyễn Xuân Nam, cựu tổng thống Donald Trump rất nghiện cái loại mà Diet Coke. À, thậm chí nó chỗ cái bàn làm việc của ông có cái nút bấm, khi mà ông cần để nó bấm cả là phải đem Diet Coke cho ông. Thì liệu ông tẩy chay, thì liệu ông có đôi qua những cái loại khác để uống hay không? À, đó là bao tin ngày hôm nay. Nói về ông Trump ấy, thì gia đình ông Trump nhiều thứ để nói lắm. Nhưng mà tự trung lại có một câu thơ nó ứng vào cái quẻ này, ứng vào cái mệnh của ông ta. Khi xưa sao phong gắm lũ là, giờ sao tan tác như hoa ngoài đường. Em biết ông đi về New York lặng lẽ, không một người đưa, không người tiễn, không một người đón, không người đón, chỉ một người đơn độc ở phi trường đón ông ta. Thì ta hỏi tại sao như vậy. Thứ hai nữa, cái viên mà một viên chức về ngành mà tòa án tại, người ta nói lần trước đó, tại thành phố New York đang chuẩn bị hồ sơ truy tố ra tòa, và nếu ông ta bị phạm tội thì có thể, mà theo một vị luật sư thời kỳ Nixon cho biết rằng trong thời gian tới lại ngồi tù. Bây giờ tối ngày cái thời gian của ông Trump đó, là đối đầu các vụ kiện và đối đầu vụ có thể phá sản vì nợ nần cao quá. Và nếu cái thị trường mà không tốt đẹp đó, thì có thể bankruptcy, không? Phá sản luôn. Thì có thể nói ông Trump rất gạt. Nhưng mà cái điều nói với gia đình Trump nhiều thứ. Mấy hôm nay cái chuyện đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai là gì đúng không? Cái hệ lụy chữ Trump không là mất ăn khách. Đứa con trai của ông ta đó, Donald Trump Jr. cũng trở về Florida, ở tới một khu nhà sang trọng biệt lập, có ghế, có cổng,
để mua một căn nhà trong đó với 9 triệu mấy 10 triệu để cùng với người đào bạn gái nhiều năm về đó ở. Anh Miêu, cái khu vực đó đó, nó tay chơi. Nó không muốn công gia đình nào có chịu trâm về để ở đâu đó. Biết lý do sao? Họ không muốn nhìn thấy cái khu vực này bị biểu tình, bị chống đối, bị lộn xộn. Bây giờ thấy ở New York, đơn độc. Florida cũng đơn độc và bị xua đuổi nữa. Anh thấy cho nên khi mà khi lòng làm chính trị đó, khi lúc mà lên voi lúc xuống chó, cho nên nó vặn vào cái khỏe của kinh dịch là khi sao phong gấm lũ là giờ sao tan tác như hoa ngoài đường. Thì đến độ bây giờ kiếm chỗ dung thân để ở gia đình cũng gặp khó khăn. Cũng gặp khó khăn. Anh thấy trước đây chúng ta nghe nói vụ mà cô con gái ái nữ Ivanka Trump cũng trở về khu vực Florida, cũng bị khu đó tẩy chay. Anh thấy cho nên họ không muốn, không phải gì, họ không muốn có nơi đó là khu sang trọng, mà trở thành ồn ào thôi. Trở thành ồn ào náo nhiệt. Mà như vậy nếu mà có ồn ào áo yên người ta biểu tình đập phá đó thì cái giá địa ốc lại xuống, cái giá trị của các cái khu biệt thự đó sẽ xuống. Cho nên ông lặng lẽ yên ắng mà vẫn bị tẩy chay. Cho nên cái làm đời làm chính trị nên bài tấm thương Việt ra đây rồi cũng tiếp tục tin thứ ba cũng liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump này xuống nào. Tin này tin chót nha, trước khi nó về tin chính nha. Thì không biết sao cựu tổng thống Donald Trump luôn luôn là tìm cách thể hiện cái sự thịnh nộ và cái sự bất mãn của mình trong bất cứ cái dịp nào mà đến với ông. Thì trong rồi quý vị thấy là Good Friday, tức là ngày lễ phục sinh đó. Thì tất cả mọi người mà thân với cựu tổng thống Donald Trump á, đặc biệt là những người mà fan của ông ta, tức là người theo ông ta ít nhất là có 74 triệu người chứ ít chỗ nữa số nào. Thì cũng đợi những cái tweet hay là những cái statement của ông chốc lành chốc tết thì người ta mong như vậy, tại vì cái mùa phục sinh mà. Thì cũng có xuất hiện như vậy không? Thì xuất hiện cái tweet của cựu tổng thống Donald Trump. Thì cựu tổng thống Trump tweet như thế này là: tôi xin chúc mừng đến tất cả mọi người trong cái lễ phục sinh. Điều đó quá êm đẹp. Mọi người mà theo cựu tổng thống Donald Trump tức là họ rất là mừng. Ông còn viết thêm một câu nữa nè: thì bao gồm những người khùng và những người điên thuộc mà cảnh cực đoan cảnh tả. Không chơi câu như vậy nữa, người Xuân Nam. Cái đó là ông luôn luôn thể hiện những cái bất tức của mình. Và thêm một câu nữa, đó là chưa hạ dần thêm một câu nữa: mà những người không điên này, crazy, crazy, những người không điên thuộc là cực tả này đã gian lần phiếu làm cho ông thất cử trong cái mùa bầu cử năm 2020. Vẫn còn cay đắng quá. Vẫn còn cay đắng như vậy. Đó. Ông chưa hết, ông còn nói tiếp cho này. Thì những người này thì vô tình đã phá hủy đất nước của chúng ta. Nghĩ sao? Cái nghĩ rất đơn giản. Thế này, trong cái thăm dò dư luận mới nhất mà chúng tôi vừa đọc được thì cái điểm tín nhiệm, số phần trăm tín nhiệm của Biden đã vọt cao nhất trong lịch sử. Nó vọt lên cao nhất trong lịch sử đến mùa. Điều cho thấy rằng cái người mà ông cho rằng không ra gì đó, ông Biden đó, đang được cái điểm mà ông nằm mơ, trong nằm mơ cũng có. Tại vì sao? Biden làm được một số chuyện mà ông ta biết vừa rồi là cái dịch COVID-19 bây giờ được in control, thấy không? Đã được kiểm soát. Thứ hai là cái thị trường nó phục hưng rất là mạnh. Và cái thứ ba nữa, ông ta đang mở một cái cuộc vận động rất là lớn từ chính sách mà cải tiến, nâng cấp cái hạ tầng cơ sở nước Mỹ để giải quyết một tỷ lệ công ăn việc làm rất là kinh hoàng cho những người cận ở đồng lương trung bình và
trung bình, người là lao động, và như vậy sẽ đẩy nước Mỹ trở lại làm việc hết. Thì có thể nói những chính sách như vậy, tôi nói đùa với anh trước đây, tôi không biết Biden làm như thế nào, chúng ta chờ thời gian. Nhưng mà nếu ông ta mà làm được thì tôi tin là ông ta sẽ là một trong những tổng thống vĩ đại nước Mỹ. Bởi vì sao? Ông Obama thừa kế một cái gia sản của Bush con. Sụp đổ hoàn toàn. Sụp đổ hoàn toàn. Kỹ nghệ sơ sụp đổ, ngân hàng sụp đổ, bảo hiểm sụp đổ, thương mại sụp đổ. Cái gì sụp đổ á, nợ nần như chúa trộm sau cuộc chiến tranh tốn kém Iraq. Anh nói không? Trung Đông. Thì khi cái định thấp của ông Bush á, thì ông Obama làm sao xuống thấp hơn nữa. Chỉ cái từ đó đi lên thôi. Và lên bao nhiêu đó thì chuyện khác. Obama là một trong tổng thống xuất sắc của nước Mỹ mà người Mỹ thừa nhận, hội sử học Mỹ thừa nhận. Bởi vì cái thành công của ông vật kinh tế. Cho khi mà tới thời kỳ ông Trump đó, số người chết nửa triệu người chết, kinh tế tan hoang tan nát, đất nước hoang tan hoang hết, dịch bệnh không biết bao giờ kết thúc, thì mới chưa tới 100 ngày Biden kéo nó lên cái nền kinh tế, kéo lên công ăn việc làm, đưa ra cả một hệ thống là phục hưng nước Mỹ trở lại và đưa nước Mỹ trở lại bình thường trở lại, dịch bệnh đưa vào bóng tối. Thì anh thấy thì người ta nói đùa là nếu mà Biden mà làm mà tới cuối nhiệm kỳ đó, chỉ làm được một vài việc khá nữa thôi đó, thì đó là một người tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Muốn hay không muốn, anh thích hay không thích, một cộng một sẽ bằng hai. Dù anh thích hay không thích, chuyện là chuyện của anh. Ví dụ anh thích hay không thích Obama, chuyện của anh. Nhưng mà lịch sử Mỹ mới thừa nhận đó là tổng thống xuất sắc nước Mỹ. Anh có thích dân chủ không thích dân chủ, chuyện của anh. Nhưng mà Obama là dân chủ. Anh thích người da đen không thích người da đen, chuyện của anh. Thì ông là tổng thống. Do vậy có những sự thật không thể phủ nhận và chỉ có tự lừa dối mình thôi. Thì cái trường hợp của ông Trump đó, tôi nghĩ ông không may, ông không may là vào cái thời điểm mà chuẩn bị vào tranh cử, buổi tranh cử thì ông rơi vào cái đại dịch. Đại dịch xảy ra, dạ. Không có cơ hội để trở tay nữa. Mà bây giờ khi mà ông bị đá bật là một trong tổng thống, nó kêu anh viết từ Mỹ nó gọi là gì? Lem đất. Vịt què. Vịt què. không còn power nữa, hết rồi. Bún lắm. Ta lỡ bầu anh một lần, ta không bầu lại nữa, ta đuổi anh ra. Thì là lem đất. Ông về cái Mar-a-Lago đó, ông về cái biệt thự ở tại Florida ngồi, giống như ngày xưa đó con hổ mà về gầm hờn trong củi sắt mà, củi sắt mà rất là bực tức, lưu giận, như con hổ bị nhốt rồi, bị nhốt trong trong cái chuồng, cái chuồng rất bực tức. Cho cái Mar-a-Lago của ông, nằm đó, ông bực tức. Chịu không nổi, có gì mở miệng là tao chửi. Đi đám cưới mà còn chửi cái ông Biden mà. Phát biểu trong đám cưới về một những người dự, ông vẫn chửi Biden. Rồi bây giờ ông lên tiếng, ông vẫn chửi những người mà không tài trợ cho ông, chống đối ông, đủ thứ, kể cả công ty. Không phải vì mà ông bị một cái nỗi hận của một sự thất cử mà. Cái điều này tôi nghĩ nó còn cái bệnh tâm lý nó còn kéo dài lắm anh. Kéo dài. Với người lớn tuổi như anh ta. Như ông ta. Mà thưa anh Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị, thực sự là cựu Tổng thống Donald Trump không phải là không có cơ hội giống như Nguyễn Xuân Nam vừa nói. Cựu Tổng thống Donald Trump có cơ hội rất lớn sau khi mà đại dịch xảy ra. Nếu khi mà đại dịch xảy ra trong tháng Giêng, cựu Tổng thống Donald Trump đã biết trước. Và từng được là Christopher Wallace phỏng vấn và đã tiết lộ điều đó. Và FBI và đồng thời những thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết cái vấn đề này rất là trầm trọng. Nếu cựu Tổng thống Donald Trump chớp lấy cơ hội trong lúc đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã thành công trong cái kỳ bầu cử vào năm 2020. Rất tiếc cựu Tổng thống Donald Trump đã đánh mất cái điều đó. Và đồng thời bổ sung thêm của anh Nam, cựu Tổng thống Barack Obama. Quý vị còn nhớ rằng năm 1877, khi
mà người da đen được phục hồi trở lại, có nghĩa cho đi bầu cử, nhưng phụ nữ là khác. Đến kéo dài đến năm 1963, khi mà Martin Luther King giải phóng hoàn toàn nô lệ và lấy lại quyền cho người da đen, thì cựu Tổng thống Barack Obama là một trong những điểm sáng, không những đất nước Mỹ mà trên thế giới ủng hộ điều này, một người đen đi vào tòa Bạch Ốc. Anh ngồi, anh ngồi biết cho nên cái công chữ mà người xưa nói thành công, thất bại, tiếng tốt hay tiếng xấu, làm vương hay làm giặc, có chữ gì bị chữ gì không? Yeah. Thời. Thật. Thời lai đồ điếu thành công dị, sự khứ anh hùng ẩm hận đa. Gặp thời đó, một kẻ bất tài lên cũng dễ. Anh thấy, trên cái, có những lúc ta lay hoay, có những trường hợp, tôi có những người bạn ở tại Mỹ, mà học, anh biết tiến sĩ này, thạc sĩ kia tùm lum, mà chạy về kiếm sống, trả tiền nhà, vất vả. Trong khi tôi có những người bạn khác á, qua Mỹ, chả bao giờ vô nhà trường á, mà rất là giàu. Thì khi mà anh em nói chuyện về cuộc đời thì anh em mới thấy một điều này, cái chữ thời nó quan trọng. Tôi nhớ thêm quý vị một phút chuyện này, tôi kể cái chuyện sau khi tôi viết cuốn thứ nhất về tìm hiểu về cái nghệ thuật làm giàu người Mỹ rồi, tôi viết, tôi chuẩn bị viết cuốn thứ hai là cái nghệ thuật làm giàu của người Việt, để đi phỏng vấn các vị giàu có của người Việt trên khắp nước Mỹ. Tôi đi một vòng nước Mỹ xong á, từ Santa Ana về San Jose, lên tới Seattle, qua Florida, đi Washington, đi khắp nước Mỹ xong á, tôi về được vứt cái bút và sọt rác, viết không được. Anh Bình vừa biết sao? Tất cả những gương làm giàu nước Mỹ của người Việt á, đều một chữ là thời. Rồi, may mắn. Chả hơn nghệ thuật mẹ vậy đó. Chỉ thời. Cho nên mình thấy các cụ nói ngày xưa rất hay. Thời lai đồ điếu thành công dị, sự khứ anh hùng ẩm hận đa. Nếu mà không có thời thì bước đi. Có thời thì phát sinh nhanh lắm. Mà cái thời đi qua rồi thì bước đi. Cho nên ông tờ đại viện Trump, cái chữ thời rất quan trọng. Dịch nó nổ bùng vào cái lúc, vào cái năm trước cái bầu cử. Cần kề đó, trở tay sao kịp. Ông lê hoay lúng túng, rồi nói năng lung tung, để trấn an dư luận. Rồi mình trấn an, ông nói như Wallace nói, ông biết trước là nó nguy hiểm, nhưng mà trấn an dư luận, cho là hoax news, tin giả, là tin giả. Rồi là không có gì cả, giống cơm cúm thôi, đủ thứ gì khác. Và chính cái đó đó, nó hại ổng, là hết thời cái gì đó. Cho nên một trăm người mà hết thời là Donald Trump bây giờ ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Tối ngày bây giờ đương đầu các hết vụ kiện đầu ông, đầu viện, đầu Tây, hết chuyện này sang chuyện nọ, và thậm chí còn có thể bị ở tù nữa. Rồi bây giờ đi đâu, gia đình họ Trump đi đâu bị xua đuổi. New York không xong, về Florida cũng không xong luôn. Cũng xong luôn. Nên nó rất là nó kẹt. Cho nên ông ta bực tức đến cái mức độ là cái pha ngang bữa củi, ai cũng chửi. Chửi để làm gì? Thỏa mãn cái uất ức của mình thôi. Giống Bùi Giáng, người bạn rất là gần gũi với Nam. Chửi để làm gì? Đó thì vấn đề chúng ta thôi. Bây giờ khi mà như vậy rồi, bây giờ những người họ chỉ trích của Tổng thống Trump, họ nói sao biểu không? Họ nhất chân, họ rất là nhấn trọng, họ nói thế này, theo ngữ Donald và quý vị. Họ nói thôi, đã đến lớp rồi, phải buông bỏ tất cả những cái phần uất và những cái cơn thần nổ đi để yên vui sống ở Florida. Thì đó là lời khuyên rất chân thành của những người chống cựu Tổng thống Trump. Rong chơi, cuối đời quên lãng. Forget it. Ok, trở về đề tài chính nha. Xin thưa quý vị, trong
ngày gần đây mà thôi, tức là ngày 29 tháng 3. Nào, cái vấn đề này trong cộng đồng Biển Đông với Đài Loan thì giống như ăn cầm bữa vậy. Thì hàng ngày vậy, ở phía bên trong cộng vẫn tập trận, vẫn đưa máy bay sống kích của mình ra Biển Đông cũng ra Đài Loan như vậy. Nhưng ngày 29 vừa qua, mà cái thời báo của trong cộng họ ca ngợi, họ nói rằng đây là một cuộc tấn công lớn nhất, hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất, chớp nhoáng nhất mà phía Bắc Kinh đã làm được. Một ca ngợi lắm quý vị. Thì cái chuyện xảy ra như thế nào? Cái vấn đề ở đây tức là chủ tịch Tập Cận Bình quyết tâm làm thế nào để thống nhất đất nước. Thống nhất đất nước, trong đó có Đài Loan và trong đó có Hồng Kông. Cái vấn đề Đài Loan rất là nhạy cảm. Nói vấn đề Hồng Kông á, thì đối với Trung Cộng á, đối với Tập Cận Bình, cái chuyện đó là thứ yếu. Nhưng Đài Loan là một trong những cái điểm nóng bỏng nhất và cái điểm mà đem lại cái tiếng tăm nhất cho Tập Cận Bình. Vì sao? Vì Đài Loan có ảnh hưởng được rất mạnh mẽ đối với chính quyền của Hoa Kỳ. Không những chính quyền hiện tại, chính quyền của trong quá khứ và chính quyền trong tương lai. Vì quyền lợi của Mỹ nằm ở Đài Loan. Tại sao quyền lợi của Mỹ nằm ở Đài Loan? Tại vì đó, cái ngõ đi ra Thái Bình Dương. Đó là điều quan trọng. Bởi vậy, Trung Cộng không thể nào mà làm ngơ và bỏ quên Đài Loan được. Anh biết nó ví dụ này hay lắm. Anh nói cái cửa ngõ có ví dụ rõ ràng hơn. Đài Loan là cái mũi của Trung Cộng. Nó nằm ngay cái mũi ấy. Mà anh Mỹ, Đài Loan đứng ở phía Mỹ, giống như cái lỗ mũi Trung Cộng bị bóp nghẹt nè. Khó chịu kinh khủng lắm. Khó chịu kinh khủng lắm. Cho bằng mọi cách thì Trung Cộng phải lấy Đài Loan. Nhưng mà cái điều vấn đề quan trọng á, như anh Bùi vừa nói á, vào ngày thứ sáu vừa qua, cách đây có 2-3 ngày thôi, hôm nay Chủ nhật ngày thứ sáu, thì cái đoàn phi cơ chiến đấu quy mô nhất, kinh hoàng nhất, hiện đại nhất, nhiều nhất trong lịch sử của Trung Quốc đã ô ạt vào cái vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Đài Loan. Nhưng mà vấn đề cái điều lạ lùng khi mà Trung Cộng tấn công ao ạt, không phải tấn công mà xâm nhập ao ạt vào vùng nhận diện phòng không như vậy, thì lần này khác lần trước, Đài Loan không nên chiến, Đài Loan không ứng chiến, mà chỉ dùng cái satellite để theo dõi và dùng các cái biện pháp theo dõi dưới này dưới đất để theo dõi cái hoạt động của Trung Cộng trên không. Thì cái vấn đề này nó là vấn đề là một bên đó thì tưởng là sẽ hợp đối đầu mà Đài Loan không đối đầu. Thì chốc nữa ta sẽ tìm hiểu tại sao thì cái phản ứng của Đài Loan là không đối đầu, tại sao do anh Bùi? Do cái phản ứng của Đài Loan không đối đầu thế này thì ta vì cái chuyện tập trận này là xảy ra thường xuyên hàng ngày như vậy, và bên phía Đài Loan họ phát hiện ra hàng ngày dòng satellite tức là vệ tinh để phát hiện ra hàng ngày như vậy. Thì năm ngoái không thôi, bên phía Đài Loan chi ra ít nhất 900 triệu Mỹ Kim để mà chuẩn bị phi cơ, nhân sự và tất cả mọi dụng cụ để nghênh chiến khi mà có chuyện xâm nhập của Trung Cộng. Như vậy bây giờ bên phía Đài Loan họ nghĩ rằng điều đó không cần thiết nữa. 29 tháng 3 vừa rồi, phía Bắc Kinh đã phái đi 20 chiếc phi cơ chiến đấu, trong đó có 2 chiếc phi cơ gọi là tác chiến J-8, 4 chiếc máy bay ném bom là H-6K, 10 chiếc phi cơ phản lực chiến đấu J-16, 1 chiếc phản lực cơ tức là cảnh báo là trinh sát, 2 chiếc phi cơ là chiến đấu J-10 và 1 chiếc trinh thám J-8. Toàn là những chiếc hiện đại không mà thôi. Với đó cái thời báo của Trung Cộng và những cái đài truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Cộng, họ ca ngợi đây là một cuộc xâm lược rất là thần tốc và rất thành công.
quý vị thấy không những rằng là họ tấn công hoặc là diễn tập eo biển Đài Loan là khu nhận diện hàng không của Đài Loan, mà họ còn phái những chiếc tiếp khơi khác qua bên phía Nhật Bản nữa, phía đông Nhật Bản. Phía đông Nhật Bản như thế nào? Họ cho rằng nếu như mà không ngăn cản, không diễn tập để mà cảnh báo cho Nhật á, thì cái vấn đề mà tấn công Đài Loan á, thì phía Nhật và phía Mỹ ủng hộ. Do đó bây giờ họ khiêu khích và họ tập trận ở phía đông Đài Loan, phía Tây Nam, ở Đài Bắc, để nói cho chính quyền của Mỹ và chính quyền Nhật biết rằng chúng tôi sẽ ngưng chiến và chúng tôi sẽ chặn cái con đường tiếp viện ở Nhật Bản đi qua Đài Loan. Có cái ba địa điểm mà Trung Cộng hoặc là Bắc Kinh đang nhắm tới và có thể tập trận. Thứ nhất là đảo Guam. Cái thứ hai tức là các căn cứ của Mỹ ở tại Nhật, ở tại Nam Hàn. Đồng thời là những cái tàu chiến của Mỹ hiện nay có mặt ở Tây Thái Bình Dương, và trong đó có những cái chiến hạm và các phi đội không quân của Hoa Kỳ. Đó là những cái điểm mà phía Bắc Kinh đang nhắm tới. Cùng một lúc đó, quý vị thấy rằng là phía Bắc Kinh cũng điều ít nhất là 300 chiếc thuyền hay là chiếc tàu hải quân đi cần đến phía Biển Đông, và đồng thời phái những cái chiếc tàu hải quân đi đến là những cái đảo mà của Phi Luật Tân. Cùng một lúc đó, những chiếc tàu của phía hải quân của Trung Cộng đi gần tới những cái hòn đảo hoặc Trường Sa của Việt Nam. Như vậy thì quý vị thấy trong cùng một thời gian ngắn vừa qua mà thôi, kể từ ngày 25 đến ngày 29, Trung Cộng nó ồ ạt, nó khiêu khích ở Biển Đông, nó khiêu khích ở Đài Loan, nó khiêu khích ở phía đông cái đảo của Senkaku của Nhật Bản. Cái điều này nói cho chúng ta biết rằng Trung Cộng không biết giở cái trò gì cho chính quyền mới của Tổng thống là Joe Biden hiện nay. Cái mối đe dọa này bây giờ càng lúc càng tăng cao. Người ta lo sợ cái vấn đề liệu Bắc Kinh tấn công xâm lược ồ ạt Đài Loan hay không. Những nhà phân tích họ nói rằng điều này có thể xảy ra. Anh Nguyễn Xuân Nam. Cảm ơn Mùi. Thưa quý vị, cái giống như đánh cờ tướng mà chúng ta hay thường nói chuyện mà, ta thấy cái thế cờ đi và thế cờ phản ứng. Lần này cái điều thú vị đầu tiên đó, giống như xem cờ tướng với Trung Cộng và Đài Loan lên, thì Trung Cộng tấn công ào ạt, mang xe pháo mã lên tấn công Đài Loan, không gần như không phản ứng. Tại vì Đài Loan thứ nhất cũng đã hỏi lý do, nãy hỏi anh đó. Thứ nhất cái chuyện tại sao đầu tiên là Đài Loan xưa rồi diễm chuyện này nó làm hoài à. Thêm lần nữa, so what, nó làm hoài à, thêm lần nữa thì so what, chuyện gì nữa giờ. Cái thứ hai đó, anh Đài Loan cũng rất là hay, nếu mà anh phản ứng lại á thì bị xúc kế, trúng vào kế của Trung Cộng, nó phá hoài. Anh cứ lên máy bay, cứ lên nghinh chiến, lên nghinh chiến, anh bay đi lên nghinh chiến, anh mới đi, nó chọc anh chơi mà. Mà anh bi chọc á thì anh trúng kế rồi. Giống như tôi nói xấu anh mà anh tức, anh nổi phùng trầm phùng mang trợn mắt lên chửi bới lung tung á, anh gây sự lung tung là anh bị trúng kế rồi. Thì cái phản ứng của Đài Loan ngày này là nhằm không trúng kế Trung Cộng. Thế nó, ê, lại một lần nữa, đứng này dùng các satellite, dùng các hỏa tiện á, tập dượt, theo dõi và tập dượt. Nếu nó xâm nhập, tấn công, thì đánh thế nào? Như vậy thì anh chủ động
một trận chiến chứ không phải bị động, họ phải đối phương dẫn dắt anh đi, giống như coi trận đá banh với anh Bùi. Anh đang muốn đá chậm lại và đối phương tăng tốc lên, mà anh tăng tốc lên anh bị sập kế đối phương nè, anh phải kéo đối phương đá chậm lại thì nó mới sập kế anh, chứ không chơi theo lối chơi đối phương đề ra. Mà Đài Loan bắt đầu thực hiện cái cách chơi của mình, cách đánh của mình, thì cái đó là một cái mà rất là thú vị. Cái điều nữa là gì? Cái điều nữa là cái trong thời gian vừa qua đó, quý vị sẽ tương tự để cho người Đài Loan họ nhìn thấy và thế giới nhìn thấy cái bản mặt đê tiện của tiểu nhân của Trung Cộng. Thì báo chí Đài Loan này nhân cái việc tấn công Trung Cộng lần này, họ kể ra những chuyện cũ. Khi mà Thái Văn Ninh đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2, anh biết quý vị, Trung Cộng gần như tìm mọi cách phá ngoại giao Đài Loan với các nước nhỏ trên Thái Bình Dương, các nước ở châu Phi này nọ, xưa nay công nhận Đài Loan, bây giờ phá, mua chuộc, phá hoại. Rồi thậm chí nhỏ mặt hơn nữa, đã trừng cái thơm cái này nọ bán ở Đài Loan đó, cũng cấm bán Đài Loan luôn. Tao mày chết luôn, tao không chơi mày, tao cũng gấp hàng cho mày bán. Rồi anh làm nhiều thứ lắm, là anh ra tàu đi nạo cát trên bờ biển Đài Loan, gây sự nào khác, anh dỡ đủ trò, trên trò nào mà Đài Loan nhảy vô thì sao nhảy. Bộ thằng chuyên quấy rối mà chuyên gì anh cũng phản ứng, đem cả nhà ra phản ứng á, anh sẽ phản ứng được. Trên Đài Loan thì kỳ này anh rất là tỉnh táo, đây đấu trí nhiều hơn. Do vậy đó, Đài Loan dùng cái cơ hội này tương kế tự kế, là training the missile system, huấn luyện các lực lượng mà hỏa tiễn của mình để chống đạn, để theo dõi, nghiên cứu, quan sát và chống đạn theo cách chơi của mình. Thì nói chung Đài Loan trong lúc những cái trận trước và cái điều khác biệt đầu tiên mình nói cái cách đánh, cách phản ứng, thì cách lần này rất là lạ. Cái cách này quý vị, thì vừa rồi Đài Loan họ đưa ra một cái thông báo rõ ràng như thế này, cái đó có thể rằng là giằng mặt với Trung Cộng, và tôi không phải chịu là những cái đe dọa mà tôi thiệt hại nhiều như vậy, giống như ông Nguyễn Xuân Nam nói á, tức là Trung Cộng chơi bận cái vấn đề thơm vì giữa thôi, cấm cho xuất khẩu, rồi đem tàu nào vẹt này cái nọ để những cái eo biển đó là bị trở ngại, rồi chưa kể những cái trò chơi tí tiền khác nữa, đi vận động các cái tổ chức trên thế giới là cấm Đài Loan nữa, cái đằng khác nữa. Và Đài Loan vừa rồi nói thế này, trong năm 2020 và chúng tôi đã chi ra ít nhất là 900 triệu Mỹ Kim, có một số lớn như vậy, để dùng phản lực cơ nhân sự để lên nghênh chiến, để lên chừng đựng cái làn sóng xâm nhập của phi cơ của Trung Cộng. Nhưng bây giờ cái chuyện đó chúng tôi không còn dài và còn khờ khảo như vậy nữa, không làm được một cái gì hết. Mà ngược lại, bây giờ chúng tôi làm cái gì? Bên phía Đài Loan thế này, bây giờ chúng tôi cần những cái tên lửa hành trình chống hạm, chúng tôi cần thủy đôi, chúng tôi cần những cái pháo cơ, những loại pháo mà di chuyển được á, rồi những cái hệ thống phòng không di động, máy bay không người lái, nhưng cái dụng cụ, những cái phương tiện của quân đội đó, quân sự đó có thể đánh chìm 300 chiếc tàu của Trung Cộng nếu xâm nhập vào cái eo biển Đài Loan, đánh chìm trong khoảng 48 tiếng đồng hồ mà thôi. Đài Loan đưa ra những cái thông tin như vậy, điều này có nghĩa là sắp tới Đài Loan có thể mua thêm ít nhất là 300 cái hỏa tiễn, về hỏa tiễn hành trình, về hỏa tiễn đạn đạo để đối phó, hơn là dùng máy bay để nghênh chiến. Và dùng những cái thủy đôi này, những hỏa tiễn đạn đạo và những hỏa tiễn hành trình này không có tốn kém khi mà chưa nổ súng. Như vậy đây là một trò chơi đấu trí với Bắc Kinh, để xem những ngày tới Bắc Kinh
có điều những chiếc phi cơ đi đến cái khu mà kiểm soát hàng không của Đài Loan hay là không? Hay là cái khu mà nhận dạng hàng không của Đài Loan hay là không? Để xem như thế nào. Bên cạnh đó, tôi quý vị thấy rằng là các nước trên thế giới đã thể hiện cái sự chống đối của mình. Điển hình như là một cái chiến hạm của Canada áp sát cái chiến hạm của Trung Cộng ở gần Trường Sa. Úc Châu liên kết với Mỹ ủng hộ và đánh lại Đài Loan. Thì như vậy quý vị thấy rằng là hiện nay Đài Loan có một cái sách lược, có một kế lược mà phía Trung Cộng có thể phải suy nghĩ lại. Như vậy thì thứ bảy ngày hôm qua, cái tờ Thời Báo của bên Trung Cộng họ từ huân hoang, họ từ khoe khoang đó là một cuộc tập dượt đó, một cuộc xâm lược rất thành công và rất nhạy bén, nhưng thực sự đã thua trị Đài Loan, như anh Nguyễn Xuân Nam nói. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam, bây giờ có thể nói rằng cái đây đó cái là cái dịp mà các giới quân sự, các nhà phân tích chiến lược quân sự để họ nói nhiều về cái cuộc chơi này, họ coi thử là cuộc chơi này dẫn đến đâu, ai thắng, họ điểm qua lực lượng ở bên như nào. Thì phía Mỹ có những cái tên tuổi rất là lớn là Phil Davidson, là đề đông lực lượng châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Và bây giờ ông sắp nghỉ hưu thì ông John Aquilino, Aquilino là chuẩn bị người thay thế ông Phil Davidson làm đề đốc tư lệnh lực lượng của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Thì họ nói gì? Thì bên cạnh như anh cái hoang hoang Trung Cộng thì bên này Mỹ tỉnh táo hơn. Đài Loan tương đối khá im lặng, Mỹ phát biểu hạn chế hơn mà họ đi một số cái nước cờ rất là chiến lược. Thì ông mà cái phía đó đề đốc của Mỹ, hạm đội của Mỹ tại Thái Bình Dương đó, họ đoán được đến giờ này Trung Cộng chưa đủ sức, đoán được cho đến giờ này Trung Cộng chưa đủ sức để liều lĩnh. Tập Cận Bình thì nói rằng chỉ cần một cơ hội thôi, không nhất thiết phải thắng, là Trung Cộng chớp cơ hội đã tấn công liền, lấy Đài Loan, thống nhất đất nước trong thời kỳ Tập Cận Bình còn tại chức. Cái mục tiêu của Tập Cận Bình là phải lấy lại Đài Loan, chiếm Đài Loan, sát nhập Trung Cộng để kỷ niệm 100 năm của cách mạng vô sản tại lục địa, và đồng thời trước khi Tập Cận Bình già về nghỉ hưu. Đó là chiến tích lớn nhất của Tập Cận Bình. Thì mà cái nếu chờ tới đó còn lâu quá. Cái sức mạnh thì khác biệt giữa quân đội Mỹ và quân đội Trung Cộng bây giờ còn khá lớn, cho nên Trung Cộng chưa dám liều lĩnh bây giờ. Nhưng mà theo các nhà mà lãnh đạo quân sự của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương, nếu không phải bây giờ thì lúc nào? Cho nên Đài Loan á, nó không có phản ứng mạnh mấy năm trước nữa, biết làm cho vui chơi mà dọa nạt cái vui chơi mà chưa đủ sức tấn công bây giờ, cho nên Đài Loan theo dõi thôi. Nhưng mà dự đoán á, chừng nào Trung Cộng đủ sức có tấn công Đài Loan, Tâm Bình nó chỉ cần có cơ hội, nó có opportunity, có cái chance, có cơ hội để thắng đó, là lao vào cuộc chiến. Nhưng mà cái chance thắng hiện nay đó, nó còn gần như không, còn quá nhỏ, gần như không có. Do vậy đó, ở đây là nó biết dọa. Nhưng mà ta vẫn cái nhà mà những nhà phân tích về vấn đề mà hóa lực chiến tranh đó, bắt đây là cái cơ hội ngang vàng để phân tích nếu Trung Cộng ta tấn công thì thắng hay bại. Thì anh thấy cái war game mà mình nói lần trước á, những cái trò chơi mà giống như trò chơi điện tử á, bên xanh như bên đỏ Trung Cộng, bên xanh bên Mỹ, Đài Loan á, thì hai bên đánh nhau trên war game á, thì Trung Cộng thắng. Các nhà mà
khoa học về quân sự, nhà nghiên cứu quân sự của Mỹ đưa ra trên War Game là nếu bây giờ chiến tranh nổ ra bây giờ thì Trung Cộng thắng, xác suất trong tầm ngắn cao hơn của Mỹ. Thì chúng ta nói đằng trước rồi, Trung Cộng phản bác lập tức, cho rằng Mỹ nói như vậy để xin phân, để kiếm kiếm tiền ngân sách quốc gia, để lấy ngân sách quốc gia chi quân đội. Thì ngay cả cái ông mà ông Phil Davidson á, là tư lệnh của lực lượng Mỹ châu Á Thái Bình Dương á, và người kế tiếp của ông ta, kế nhiệm của ông ta là đề đốc John Aquilino, Aquilino cũng cho rằng vậy mọi người biết không? Nếu mà không có đầu tư vào vũ khí mới, huấn luyện quân sự, phương tiện chiến tranh thì Mỹ sẽ thua Trung Cộng. Nếu Trung Cộng tấn công từ khoảng 10 năm tới, từ 6 đến 10 năm tới, thì chúng ta thấy từ đó mà thấy cái Between the Lines đọc giữa hàng chữ cái gì, đến giờ này sức mạnh Trung Cộng chưa đụng nổi Đài Loan và Mỹ. Thứ hai nữa, Trung Cộng bay tới bay lui là hù thôi. Thứ ba nữa đó, là các bên vẫn tiếp tục chạy đua vũ trang, để Mỹ cho rằng mình không thể để cho Trung Cộng có cơ hội bắt gần, vì bắt gần nó sẽ đánh. Và giữ khoảng cách thương khá xa và khá lớn. Cái thứ tư nữa là gì mùi biết không? Họ mới làm cái liên minh. Như nãy vừa anh vừa nói, liên minh với Úc, Canada, liên minh với các nước, liên minh với Nhật Bản gần để tiếp viện lẹ, tham chiến lẹ, và cái đồng minh xa gần sẽ tiếp cận sau. Nhưng mà bên cạnh Đài Loan còn có Mỹ, bên cạnh Đài Loan Mỹ còn có Nhật Bản, Nam Hàn, Úc. Mà Nhật Bản thì ký kết trực tiếp với chính phủ Đài Loan. Úc thì liên minh Mỹ. Về Mỹ, dạ đúng rồi. Thì còn Nhật Bản á thì trực tiếp với Đài Loan. Như vậy cái sức mạnh chúng ta mới nhìn thấy, cái sức mạnh giữa tương quan giữa Trung Cộng và Mỹ đã cách biệt rồi, chưa kể Đài Loan vô. Bây giờ có cả Úc, cả châu Âu, có cả Nhật, có cả Nam Hàn. Thánh của Trung Cộng cũng dám. Thánh cũng dám. Nhưng mà Tập Cận Bình nói câu kinh hoàng, chỉ cần có một hy vọng là Trung Cộng đánh. Yếu tố trong quân đội, quân sự cái gì? Yếu tố trong quân sự, yếu tố bất ngờ. Yếu tố quân sự, ngay cả chiều chiến tranh Việt Nam cũng vậy đó. Yếu tố bất ngờ là Hà Nội xài rất là nhiều. Hai bên ký kết hiệp ước ngưng chiến để ăn Tết. Hiệp định Paris. Thì ngay cái năm 1968 Mậu Thân cái gì? Trung Cộng mở trận đánh khắp miền Nam. Việt Cộng mở trận đánh khắp miền Nam để cướp chính quyền, phá vỡ tất cả những giao kèo về hiệp định ngưng chiến. Cho nên trong khi lúc lính của Sài Gòn tiến về Nam Cộng Hòa về nhà ăn Tết, ở với vợ con, thăm gia đình, cúng ông bà tổ tiên, thì lúc đó Việt Cộng tấn công sao trở tay kịp. Nhưng mà cuối cùng đánh rất là căng thẳng mùa hè. Cái yếu tố bất ngờ là yếu tố cực kỳ quan trọng trong quân đội, trong quân đội. Rồi năm sau khi mà đã hiệp định 333D là hai bên miền Nam miền Bắc ký kết hiệp ước là tôn trọng lãnh thổ của nhau và ngưng chiến giải quyết vấn đề hòa bình, thì Trung Cộng là Việt Cộng lên xé bỏ hiệp định một lần nữa, mở chiến tranh vào Bảo Mật Thuộc và tấn công miền Nam, trong khi Mỹ rút quân rồi trở tay không kịp. Cho nên trong một trong nguyên tắc của phiếu cộng sản á, là yếu tố bất ngờ. Trên dấu vậy thì Đài Loan vẫn đối phó cái tình huống bất ngờ đó. Nhưng mà bây giờ ngược lại, Trung Cộng phải tính cái điều này nữa nè, liệu hay không liệu. Anh đánh tôi, ngược lại Mỹ cũng có thể đánh gục Trung Cộng từ phía Đài Loan. Mỹ đánh gục Trung Cộng từ phía Trung Cộng là anh những phi trường mà máy bay hạ cánh, có cánh lên để tấn công Trung Cộng, để tấn công Mỹ những cái khu vực mà những cái khu vực mà đặt phòng không, đặt và hỏa tiễn này đó, thì máy bay của Trung Cộng và máy bay của Mỹ
có thể attack ngay trong lãnh thổ của Trung Cộng. Anh đánh tôi, ngoài tự vệ, tôi đánh anh mới. Tự vệ là cách để tấn công, là cách để tự vệ. Cho nên nếu trận chiến nổ ra, người ta tự tương vọng phải hiểu cái điều này nè. Ngay cái lục địa của anh á cũng bị tấn công. Ngay cái lục địa Trung Cộng cũng có thể bị tấn công bởi quân đội của Mỹ. Cho nên cái Trung Cộng hiện nay, cái anh làm những một số các hệ thống mà anh biết, hệ thống mà phòng thủ à? Không, hệ thống mà chống anti-access đó, là chống xâm nhập á, cũng kinh hoàng lắm. Cho nên ta nói đùa với nhau đó, Trung Cộng cũng phòng thủ cũng giữ và chuẩn bị tấn công cũng giữ, Đài Loan phòng thủ cũng giữ và chuẩn bị tấn công cũng giữ. Chứ chỉ cần chiến tranh mà nó nổ ra ở vùng đó, ta nói con kiến cũng phải chạy mà treo cờ hàng để mà nó, tôi không tham chiến, con kiến cũng có thể bị chết nữa. Tất nhiên cái trận chiến nó kinh khủng lắm. Anh nào không sợ, nhưng mà cái liều lĩnh của Tập Cận Bình nữa, nó kinh hoàng, nó rất là kinh hoàng. Thì có thể chỉ cần nó nói câu kinh hoàng nhất, chỉ cần có một chút hy vọng là nó chơi. Có cơ hội để chơi. Có cơ hội để chơi. Anh thấy kịp không? Mời anh. Cái điều mà anh Nguyễn Xuân Nam nói thưa quý vị, thì cái vấn đề ở đây này, theo ông Đô Đốc Aquilino, thì ông nhận định như thế này. Và ông chứng minh cho Quốc hội thấy hai cái buổi điều trần của tháng vừa rồi, hai buổi điều trần khác nhau. Thì hai vị đô đốc này chứng minh cho Quốc hội thấy rằng cái tiềm năng của Trung Cộng không phải là ít, không phải là coi thường được. Thì mặc dù hiện nay là cái tài chính được cho quốc phòng á, thì dường như là bên phía Trung Cộng chỉ có là 260 tỷ mà thôi. Phía ở Mỹ á, là cái ngân sách quốc phòng từ tháng 10 năm 2010 cho đến tháng 10 năm 2020 cho đến tháng 9 năm 2021 á, là lên đến 931 tỷ. Cái ngân sách quốc phòng lớn như vậy, Nguyễn Xuân Nam. Còn ngân sách quốc phòng của Đài Loan, Đài Loan nhỏ mà, chỉ có khoảng là 35 tỷ Mỹ kim mà thôi. Thì quý vị thấy rằng là cái ngân sách quốc phòng của hai nước chênh lệch nhau đến mức độ như vậy nè. Nhưng ông Đô Đốc, ông Aquilino, ông chứng minh cho điều mà ông thấy cái tiềm năng của Trung Cộng trong Quốc hội ngay giờ này. Ông là thứ nhất, 30 năm qua Trung Cộng đã xây dựng một lực lượng quân sự, trong đó có hải quân, trong đó có không quân rất mạnh mẽ. Điều đó Quốc hội không nên phủ nhận. Tàu chiến của Trung Cộng cũng đã cập nhật và cũng đã cải tiến rất là nhiều về kỹ thuật số hiện đại. Một cái điều mà ông Đô Đốc Aquilino nói thế này: hải quân của Trung Cộng cũng giống như không quân của Trung Cộng tìm cách đối phó với quân sự của Mỹ để làm giảm bớt, không quân cũng giống hải quân của Mỹ đe dọa đến an ninh hay là của vùng lãnh thổ của Trung Cộng. Trung Cộng họ tiếp cận với những vũ khí rất là tối tân, có thể đánh chìm các cái chiến hạm của Mỹ, và đồng thời họ có thể làm vô hiệu hóa các hệ thống giám sát chiến trường quan trọng của Mỹ. Và đồng thời họ có những hỏa tiễn, có những vũ khí đe dọa những căn cứ của đồng minh Hoa Kỳ gần ở đó, thì ở Guam chẳng hạn, Okinawa ở Nhật chẳng hạn, hay ở Nam Hàn chẳng hạn. Do đó hai vị đô đốc hải quân ở Thái Bình Dương có một cuộc điều trường ở Quốc hội, nói lên cho Quốc hội thấy được cái điều nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai, mà tương lai có thể là 10 năm tới, hoặc là gần hơn có thể 6 năm tới. Cái điều đó có thể xảy ra. Dù anh Nguyễn Xuân Nam nói cái điều này nên Quốc hội thì cân nhắc ngân sách cho quốc phòng như thế nào. Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình là một người có tham vọng thống nhất Đài Loan và có thể chớp lấy cơ hội bất cứ lúc nào mà Mỹ sơ hở để mà tấn công
và lấy lại Đài Loan. Mà nếu khi lấy lại được Đài Loan, những gì sẽ xảy ra? Người ta đặt câu hỏi, Mỹ phản ứng như thế nào? Những câu hỏi đặt ra đó, trong cuộc điều trần của Quốc hội, một số chuyên gia họ đưa ra những cái quyền lợi của Mỹ ở Đài Loan như thế nào. Mà nếu quyền lợi đó đi theo với trách nhiệm, mà khi mà có trách nhiệm thì Mỹ bảo vệ Đài Loan như thế nào, và nếu Đài Loan mất thì Mỹ mất như thế nào, và nếu như không để mất thì ngăn chặn như thế nào. Những yếu tố đó chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị để quý vị thử phân tích và xem thử cái điều đó có thể thực thi trong những tương lai gần hay là không. Câu này thú vị đến mùi. Câu này thú vị. Chúng ta nói nãy cái Tập Cận Bình là kiên quyết đánh nếu có cơ hội. Nó kêu ngay cả nó bất chấp giá phải trả. Tập Cận Bình nói bất chấp cái giá, bất cứ giá nào phải trả. Tài chính, tiền bạc, sinh mạng, đủ thứ, kinh tế, bất cứ chấp giá nào phải trả, cũng phải đánh lấy Đài Loan. Nếu thấy có cơ hội chiến thắng, chỉ cần một cơ hội chiến thắng nhỏ thôi, Tập Cận Bình cũng liều lĩnh đánh. Và bất cứ lúc nào chỉ cần có cơ hội và có cơ hội chiến thắng là đánh, vì cái khao khát chiến thắng của Tập Cận Bình là lớn quá. Còn phía Mỹ thì cảnh cáo Biden như thế này: hai ông mà đô đốc đại diện của Mỹ tại Thái Bình Dương, ông cựu ông Tân đó, Abison và ông Aquilino. Aquilino, ông nói này, cái cách duy nhất để deter, để attack, cách duy nhất để đẩy lùi cuộc tấn công là không cho đối phương có cơ hội để chiến thắng. Và nói rằng chiến thắng của họ đó tất cả chỉ là impossible, là không thể nào xảy ra. Chỉ có cách mà Đài Loan được yên tâm nhất và Mỹ và đồng minh yên tâm nhất không phải chiến tranh đó, tại Đài Loan đó, là đặt Mỹ và liên minh của Mỹ tại Đài Loan vào cái chỗ đứng, và vì thế là bất khả chiến bại. Việc thắng Mỹ và đồng minh tại Đài Loan impossible, thì không thể nào xảy ra được. Chỉ là cái cách đó là cách duy nhất có thể phòng thủ được Đài Loan. Ta thấy cái khu vực này nó chạy đua cái kinh hoàng, vũ trang cái kinh hoàng, mà Trung Cộng móc cái chỗ này ra là Mỹ nói chỗ này ra để kiếm tiền, để mình bộ phòng xin tiền. Các vị tư lệnh Thái Bình Dương xin tiền đó. Thì cái điều này, cái mà chúng tôi nói lại lần nữa, chúng tôi không đứng Biden, không chống Trump, đứng Biden nhiều, nhưng cái phước của nước Mỹ và Đài Loan, anh biết các trong thời kỳ 4 năm của ông Trump đó, tính khí như vậy mình đã nói rồi, châu Âu bỏ đi, quay lưng mình nước Mỹ, nhìn mình Trung Cộng. Châu Á bỏ đi, quay lưng khỏi nước Mỹ, nhìn mình Trung Cộng. Sức mạnh Mỹ nó xuống rất là thấp. May mà Biden lên với chiến lược là phục hồi đồng minh đó, thì cơ may Mỹ, sức mạnh của Mỹ và khả năng bảo vệ Đài Loan còn. Bởi không á, chỉ cần sức mạnh của Mỹ mà giảm xuống đó, thì cái cơ may Đài Loan không giữ được Đài Loan cũng rất là lớn. Anh thấy phía Cộng sản thường hay tấn công khi mà đối phương đang ở cái thế bất ngờ. Như ta nói này, Mậu Thân, Sài Gòn, miền Nam Mậu Thân, sau Hiệp định Ba Lê, những lúc mà mình tưởng là yên tâm nhất, an toàn nhất, không phòng thủ, không chuẩn bị, đồng minh rút đi này nọ, lúc đó địch quân xé rào, bội hứa, xé tất cả hiệp định ký kết và tấn công. Thì anh Trung Cộng này, cái bài học của chiến tranh Việt Nam nó còn đó, cái bài học của sự thất bại miền Nam nó còn đó. Cho nên Đài Loan nằm sát bên Trung Cộng và học được bài học từ miền Nam rất là cay đắng, là không có phút nào
mà không đề phòng Trung Cộng quýnh bất đắc tự, bất đắc tự quý bất ngờ. Và lần này anh thấy nó có cái điều nữa là cái thế của Đài Loan bây giờ đó, cái thế nó nằm trong thế liên lập. Và lần này cái nếu có dịp ta sẽ kể là cái khả năng đánh trả Đài Loan vào lục địa như thế nào. Thì trong lúc ta chỉ nhìn nói Đài Loan, Trung Cộng đòi lấy Đài Loan, Đài Loan thuộc Trung Cộng, nhưng có một lý thuyết khác đó, là Trung Cộng thuộc Đài Loan, là Mao Trạch Đông cướp. Tư tưởng như thật. Quốc dân đảng mất Trung Hoa về tay Mao Trạch Đông, Trung Cộng cướp Đài Loan, cướp lục địa, thì yêu cầu trả cái lục địa lại, trả Đài Loan cũng làm lý luận. Thì trở về lý luận thì nó dài dòng lắm. Nhưng mà về luận và lý đó, thì bên nào có khả năng. Cái thứ hai, bà Thái Văn, bà chứng minh đó, bà mời tôi không phải đoàn quốc tế tới chứng minh đó. Là các anh coi thì chúng tôi có giống gì Trung Cộng không? Lịch sử, nguồn gốc của Đài Loan. Từ Formosa trước đó là sao? Dân chủ, dân, sắc tộc. Anh Bùi chưa đến Đài Loan phải không? Chưa nào. Có dịp mà chúng tôi, thưa quý vị, được báo có đi đây, có lần được chính phủ Đài Loan mời đi qua dự một lễ hội và họ đãi tuyệt vời một. Thì tòa soạn cử một cô phóng viên đi. Anh biết đi qua nó, họ bay vào đó, cô về của cái một trong những cái bất ngờ của cô đây này. Cô sinh hoạt với sắc tộc người Đài Loan, người bản xứ, người không phải người Tàu đó, người thổ địa đó. Họ khám nền văn minh cực kỳ lạ. Mà bà Thái Văn nhắc tới chỗ này nè, Đài Loan, Formosa không phải trực thuộc của Trung Cộng. Thì cái chiến trường Đài Loan đó, và Trung Cộng còn rất có thú vị. Cho nên vì cái sự thú vị đó, trên miệng ông Bùi chúng tôi đang chuẩn bị đề tài nói chuyện ngày hôm nay không phải Đài Loan. Ngày hôm nay anh em chúng tôi chuẩn bị nói đề tài gì, là cái đời sống của Duy Ngô Nhĩ bây giờ. Đọc Duy Ngô Nhĩ mình thấy chưa, thấy quý vị chỉ nghe địa ngục trần gian thôi, nhưng mà đọc đời sống của Duy Ngô Nhĩ quý vị mình thấy đó là địa ngục trần gian. Thì anh em chúng tôi chuẩn bị bài này thì là cái đề tài của Đài Loan thứ 6, thì Trung Cộng này cuồng điên xâm nhập Đài Loan. Anh Bùi đó thôi đổi đề tài. Thì chúng tôi có dịp thì kể quý vị, đêm nào mất ngủ quý vị mở ra để nghe chúng tôi với anh Bùi kể chuyện quý vị nghe, cái chuyện ác mộng kinh hoàng ở tại Tân Cương. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà Đài Loan, thì quý vị, tại sao Mỹ lại bảo vệ mạnh như vậy? Thì những cái lập luận như thế này, cái đó là Mỹ không thể bỏ Đài Loan được. Và Đài Loan họ vẫn ung dung, và Mỹ cũng vẫn tiếp tục bán vũ khí, những vũ khí tối tất cho Đài Loan. Yếu tố thứ nhất, đây là quyền lợi của Mỹ, chắc chắn là trong đó quyền lợi của Mỹ ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, và đồng thời là các đồng minh của mình ở Đông Bắc Á, ở trong đó có Nhật Bản và Nam Hàn. Yếu tố thứ hai nữa, nếu như mà Mỹ thua cái thế trận này á, thì Mỹ hãy xóa bỏ cái thế trận của Mỹ tại Thái Bình Dương. Tại vì Đài Loan là cửa ngõ ra Thái Bình Dương, nghĩa là Mỹ không còn làm chủ quyền ở Thái Bình Dương nữa. Yếu tố thứ ba nữa, nếu như mà thua Đài Loan để về Tây Trung Cộng á, thì vô tình Mỹ đẩy đồng minh của mình, trong đó có Nhật Bản, trong đó có Nam Hàn, trong đó có Úc Châu, hiện nay có Phi Luật Tân nữa, 4 năm vừa qua làm Phi Luật Tân rất là chao đảo cái vấn đề không biết mình đứng như thế nào. Có lúc ông Duterte đã ngã về phía Trung Cộng. Ngày hôm qua, ngày thứ 6, Tổng thống Duterte Phi Luật Tân tuyên bố hợp tác với Mỹ, sẽ gìn giữ cái Biển Đông, và đồng thời bên phía Nhật tập trận với Indonesia để giữ Biển Hoa Đông. Em biết sao? Em biết tại sao ông nói cứng rắn thứ 6 không? Sao anh? 200 chiếc tàu chiến Trung Cộng
dưới cái danh nghĩa là tàu đánh cá đã lao trong cái những cái hòn đảo của thuộc chủ quyền của Phía Lục Tân, đã đóng ở đó, biểu đi nó không đi, nó nói đất của nó, đảo của nó. Thì cuộc chiến võ mồm giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Phía Lục Tân với Trung Cộng rất là nặng. Trở lại cái chuyện Bùi vừa nói đó, chuyện chúng ta sẽ nói trong chuyện tới khi tới nếu có dịp. Bây giờ chuyện này đó này, thì cái thế mà chúng ta nói cái thế của Mỹ và Trung Cộng, thì Mỹ và Trung Cộng qua cái Đài Loan đó là một cái Bùi vừa nói này, đó là một cái con cờ nữa. Thông qua Đài Loan á, không phải Đài Loan không. Chuyện Mỹ bảo vệ Đài Loan không phải chỉ vì Đài Loan không, mà vì Mỹ. Trung Cộng đánh Đài Loan không phải vì lấy Đài Loan không, mà vì bá chủ Trung Cộng. Tại sao? Để anh vừa nói một phần đó, là người ta cho rằng nếu như mà Trung Cộng lấy được Đài Loan thì coi như đó là cái lễ đăng quang cho bá chủ châu Á Thái Bình Dương về Tây Trung Cộng. Bị rớt xuống hàng hai, đứng bên giống như là mời ông lên làm vua, còn tôi đứng bên là kẻ hầu quạt cho ông như đó. Cho nên chính vì cái chỗ Đài Loan chỉ là một trận chiến của cái ai là bá chủ của Thái Bình Dương, của lục địa đang lên là châu Á Thái Bình Dương. Mỹ không mất cái vị trí này, và Trung Cộng cuồng loạn muốn lấy cái vị trí này, thì đó chỉ là vấn đề chính chứ không phải là vấn đề của Đài Loan. Đài Loan chỉ là cái cớ, cái trận chiến, nhưng không phải là chiến lược của trận đấu. Chiến lược là ai là bá chủ của khu Thái Bình Dương. Thì nó còn nhiều chuyện lắm thưa quý vị. Còn chúng ta thấy mới mùi bữa khui ra thêm, chúng ta thấy một mảng tiên cá nó đi ra. Chuyện Phía Lục Tân, chuyện Việt Nam, chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, chuyện khác, nó nhiều thứ chuyện lắm. Thôi mình có cũng dài, thôi mình chấm dứt đây mùi Ở thưa quý vị, như vậy, tức là hiện nay cái vấn đề Biển Đông, vấn đề Đài Loan không chỉ đơn phương của Đài Loan hoặc là đơn phương của Mỹ nữa, mà bây giờ là kết hợp tất cả các nước đồng minh của Hoa Kỳ, trong đó có Phía Lục Tân. Bây giờ hai bộ trưởng quốc phòng của Phía Lục Tân và của Hoa Kỳ đã nói chuyện rồi. 200 chiếc tàu của Trung Cộng đi vào những cái hải đảo của Phía Lục Tân chủ quyền á, nói không nghe, Phía Lục Tân phải phi cơ ra liền ngay lập tức, nghe là không còn gió dự dụng đến 4 năm trước nữa. Phía ở Nhật liên kết với Indonesia tập trận ngay để nói cho Trung Cộng biết tôi bảo vệ Đài Loan. Bên phía Úc và Mỹ bây giờ tiết lộ ra có một sự hợp đồng dứt khoát để bảo vệ Đài Loan. Còn phía Nhật và Đài Loan đã có những hợp đồng. Phía bên Biển Đông, Canada đã đưa chiến hạm của mình áp sang những chiến hạm của Trung Cộng. Quý vị thấy rõ ràng trong cái vấn đề chiến trường hiện tại. Do đó, Biển Đông và Đài Loan là một nơi bây giờ tất cả các liên minh, đồng minh của Hoa Kỳ tham dự vào đó một ngày nào đó để mình xem Biển Đông Trung Cộng hung hăng như thế nào. Cái vấn đề sẽ hay trả giá vấn đề đó. Cháu Minh Bùi, cái vấn đề hay nằm chỗ đó, cờ thế là nhìn cái thế cờ đi đó, rồi cái phản ứng của bên kia đi lại thế cờ nào nó thú vị. Chúng ta thấy nhiều đây quý vị nói về chuyện Biển Đông, Đài Loan hoài à. Mà với chúng tôi, những người mà nghiên cứu vấn đề này đó, chúng tôi mỗi bài viết tôi đọc điều đó đam mê thú vị. Bởi vì sao? Là cái thế trận này nó đã nói cái một số cái mới. Thấy không? Một số cái mới. Hồi trước nó khác đi. Bây giờ Đài Loan đối xử khác. Mà tưởng là Đài Loan mà không phải Đài Loan. Tưởng Đài Loan mà không phải Đài Loan. Và tại sao Mỹ đưa ra cái sa bàn trận đấu, cái điện tử, trận chiến điện tử là Trung Cộng thắng liên tục, nhiều thứ về lắm. Cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này trong những lần tới khi có dịp. Cảm ơn quý vị theo dõi truyền hình Việt Nam và trên YouTube, và đừng quên là ghi danh vào trở thành độc giả thường xuyên. Xin cảm ơn quý vị, chào anh Bùi. Xin chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới. Xin chào.